Thưa quý vị, thông qua đường dây nóng 0901812999 cũng như là hộp thư của chương trình thì ban biên tập đã nhận được phản ánh của khán giả Trúc Anh có con đang học tại trường tiểu học Chu Văn An, số 260 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Phản ánh thực trạng là lối ra vào cổng trường mà con chị đang theo học hiện nay có đại công trình xây dựng. Hàng ngày đưa con đến trường và nhìn thấy rất là nhiều vật liệu xây dựng và máy móc được tập kết trước cổng trường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Chị Trúc Anh đã ghi lại và gửi về cho chương trình. Theo khán giả Trúc Anh, cũng do công trình xây dựng đang thi công nên tình trạng tắc đường luôn xảy ra vào giờ tan học. Nhiều học sinh đi vào phía công trình đang thi công để đi ra đường lớn. Một số bé còn lại chơi đùa, đi lại trong khu vực đang thi công ngổ ngang đất đá, rất dễ bị xảy ra tình trạng trượt ngã. Mới đây, tuy đã được đặt barrier rào chắn, nhưng chị Trúc Anh cho rằng đây chỉ là phương án tạm bợ, lại không chắn hết cả khu vực. Số còn lại là chằng dây. Các bé tiểu học chưa ý thức được sự nguy hiểm nên vẫn tò mò hiếu động. Khán giả Trúc Anh cho biết, chị và các bậc phụ huynh mong rằng ban giám hiệu cũng như cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn cho các bé. Tiếp tục là một thông tin do khán giả phản ánh đường dây nóng của chương trình. Và khán giả Thu Minh tại Hoài Đức, Hà Nội cho biết khi mà gần đến ngày Trung Thu, trên mạng đang gặp những quảng cáo có cánh về các loại bánh Trung Thu như là ưu tiên chất lượng hàng đầu, không chất bảo quản hay là phẩm màu phụ gia, nhưng đủ các hương vị từ truyền thống đến các loại nhân khác nhau với hình thức bắt mắt và giá thì rẻ bất ngờ, các loại thì chỉ vài ngàn đồng. Vừa rẻ vừa tiện lợi, chỉ còn đặt hàng, ngồi nhà là bánh giao tới nhưng vẫn lo lắng về chất lượng sản phẩm nên khán giả Thu Minh muốn hỏi chương trình tư vấn có thể mua những loại bánh này không. Từ những hình ảnh chị Thu Minh gửi cho chương trình, có thể thấy những chiếc bánh online có chữ Trung Quốc không hề đính kèm bất kỳ loại tem nhãn nào cho biết thông tin của bánh như nguồn gốc, nguyên liệu, kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước đó, các chuyên gia trong ngành vệ sinh an toàn thực phẩm cho rằng việc mua bánh Trung Thu online tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Bởi việc bán các sản phẩm này qua mạng hiện nay rất tự phát, tràn lan, không có ai kiểm soát về quy chuẩn thực phẩm đối với các sản phẩm này. Việc chấp hành các quy định an toàn thực phẩm của người sản xuất, chế biến khi thực hành các công đoạn sản xuất, bảo quản bánh chưa nghiêm túc, dẫn đến nguy cơ ô nhiễm dụng cụ, bảo quản sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm. Bởi vậy, người tiêu dùng cần tự bảo vệ mình, chỉ nên mua bánh ở những thương hiệu uy tín, có cửa hàng đàng hoàng, không nên mua sản phẩm không có bao bì, nhãn mác, tránh để tiền mất, bệnh mang, vì những chiếc bánh gắn mác sách tay hay nhà làm đang bán tràn lan khắp mọi nơi. Quý vị thân mến, đầu năm học mới nhưng đã có rất là nhiều câu chuyện buồn trong ngành giáo dục khiến chúng ta vô cùng lo lắng và hoang mang, đôi khi xen kẽ đó là những sự bức xúc của người dân. Và câu chuyện sau đây tại tỉnh Hà Tĩnh thì mới đây 125 học viên hai lớp chuyên ngành hộ sinh và dược liên thông lên cao đẳng tại trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã bất ngờ nhận được thông báo thu hồi bảng điểm và bằng tốt nghiệp dù đã nhận bằng hơn một năm về trước. Và sự việc xảy ra đang gây tâm lý hoang mang, lo lắng, thậm chí là bức xúc cho học viên khi họ đã bỏ công sức và chi phí trong vòng 2 năm để tham gia học tập. Và thực hư câu chuyện này như thế nào? Phóng viên VTC đã đi tìm hiểu sâu về vụ việc. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi. Công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới từ năm 2000, do yêu cầu công việc năm 2017 đến 2019, chị Đỗ Thị Việt Hà theo học lớp liên thông ngành hộ sinh do trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đào tạo. Thế nhưng tháng 8 năm nay, chị bất ngờ nhận được quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp của mình. Bản thân tôi và tất cả các học viên đều lo lắng, nói chung là hoang mang. Bước đầu thì rất là hoang mang và lo lắng, thì không biết là mình nghĩ là tất cả các bạn trong lớp thì đều học đúng và đủ thời gian, thì không biết lý do vì sao lại thu hồi bằng. Tháng 4 năm 2017, trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh mở hai lớp đào tạo ngành hộ sinh và điều dưỡng cho 125 học viên tại trường Trung cấp Y tế Quảng Bình. Với hình thức vừa học vừa làm trong thời gian 2 năm. Tuy nhiên, kết luận thanh tra Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tháng 11 năm 2019 thì quy trình đào tạo chưa phù hợp với một số quy định trong Luật Giáo dục nghề nghiệp. Thanh tra của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về trao đổi thì cái số học sinh sinh viên này, thứ nhất là một là đào tạo vượt quá chỉ tiêu. Thứ hai là có một số học phần, một số môn về thực hành của trường Trung cấp Y tế Quảng Bình. Trong đó có 3 môn là môn lý sinh, môn hóa sinh và môn sinh lý.
thì cái phòng thực hành chưa đạt yêu cầu. Nên cùng yêu cầu tổng sản lượng nghiệp là vấn đề này là chưa đạt. Và thứ hai nữa là cái phần đào tạo liên kết tại Quảng Bình là chưa được Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp phê duyệt. Được biết, việc chuyển giao các trường cao đẳng trung cấp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sang Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được triển khai từ tháng 11 năm 2016. Tuy nhiên, việc bàn giao từ ngành giáo dục sang ngành lao động tại Hà Tĩnh diễn ra muộn, phải đến tháng 4 năm 2017 mới thực hiện. Trong khi Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã thực hiện xong các hợp đồng thủ tục theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo để đào tạo liên thông cho 125 học viên của Quảng Bình. Bởi vì tại thời điểm đầu năm 2017 là thời điểm chuyển giao, đến thời điểm đó thì cũng đang là trực thuộc Sở Giáo dục Quản lý. Và đến thời điểm tháng 3 thì cái đó mới bàn giao giữa Sở Giáo dục và Sở Lao động Thương binh Xã hội. Thành ra cái vấn đề bàn giao này thì sau này thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội không đồng ý cho phép, bởi vì thực sự là giữa hai bộ là bàn giao của đầu tháng 1 2017. Nhưng thực tế là các cơ sở, các tỉnh thì bàn giao nó muộn hơn. Đó. Thứ hai là tại thời điểm bàn giao này thì hai trường cũng đã đang trên đường thực hiện cam kết, nên là những cái văn bản của đó là của Sở Giáo dục, Sở Y tế là thời điểm đó là đang là giữa chuyển giao, nên là Sở Giáo dục Quảng Bình là ra văn bản. Thì sau này khi thanh tra thì Tổng cục Sở Giáo dục Nghiệp trao đổi là những cái văn bản này là không phù hợp. Cái xử lý thu hồi bằng của các cơ quan chức năng. Như vậy thì trong kỳ 125 em này, của hai ngành học này, thì theo quan điểm cá nhân tôi thì khá khắt khe và hơi nặng nề đối với các em. Còn có thể những cái khắc phục khác mà chúng ta có thể tháo gỡ được để không ảnh hưởng đến việc thu hồi bằng, nhưng tính chất đào tạo, bằng cấp vẫn đảm bảo chất lượng và vẫn đúng tiến độ, thì trong quá trình làm có thể chúng ta khắc phục được, nhưng mà chúng ta không làm, mà để ra một quyết định thu hồi bằng thì chúng tôi thấy nghĩ rất bất ngờ. Dự kiến đến tháng 10 và tháng 11 năm nay, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh sẽ mở lớp đào tạo miễn phí các môn học còn thiếu theo quy định để tiến tới cấp lại bằng tốt nghiệp cho các học viên. Thưa quý vị, như bản tin Cà phê Ngày mới đã từng đưa thông tin về vụ việc tại tỉnh Quảng Bình và cho rằng không được đối xử công bằng, bị chèn ép trong quá trình công tác, một nữ hiệu trưởng trường tiểu học ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã nhắn tin đe dọa trưởng phòng giáo dục và đào tạo của thị xã này. Thật đáng buồn khi câu chuyện trên lại xảy ra trong ngành giáo dục, nơi mỗi thầy cô đều phải là những tấm gương mẫu mực cho học trò. Phóng viên VTC đã đi tìm hiểu nguyên nhân của sự việc này. Mang xăng sang xử anh để chết tôi cũng chấp nhận là một trong những tin nhắn mà bà Đinh Thị Phương Nhạn, hiệu trưởng trường tiểu học số 2 Quảng Văn, gửi đe dọa ông Phan Thanh Minh, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thị xã Ba Đồn. Tính cô này, nóng này cho cô cũng gọi là bốc tức mà mang tính chất là thế, cho mình cũng sợ chứ cả. Có phải giả sử những người ngoài là người khác, còn đấy thì nhân viên biết là do cách bức xúc và cái thẻ bức xúc thì người cho nghỉ cũng là bức lắm, nhưng mà cách nói của cô thì mang tính chất là cũng bột phát hay thế nào đó chứ. Tính cái cô này thì chắc cũng đến nỗi là mình nguy hiểm, mà sợ. Là chị đang trực tiếp làm việc với ủy ban kiểm tra thị ủy theo nội dung này. Và chị đã có báo cáo giải trình, cho nên là chị là báo cáo với đoàn. Đó là chị Nhàn đang thời điểm đang làm việc và với cơ quan chức năng của thị xã Ba Đồn. Đó là chị Nhàn không phát ngôn. Được biết, sự việc bắt nguồn từ việc ngành giáo dục và đào tạo thị xã Ba Đồn tổ chức bình chọn các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc để đề nghị khen thưởng tại hội nghị điển hình tiên tiến thị xã Ba Đồn và ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020. Kết quả bình chọn, trường tiểu học số 2 Quảng Văn được đề nghị khen thưởng toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Bình, nhưng không được đề nghị khen thưởng điển hình tiên tiến thị xã Ba Đồn. Trước thời điểm nhắn tin đe dọa, Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn đã tạm dừng việc bổ nhiệm lại chức vụ hiệu trưởng đối với bà Nhạn. Liên quan đến kia xét thi đua khen thưởng là một việc, còn cũng có là liên quan đến nhiều việc khác nữa. Một là trong cái quy trình để mà bổ nhiệm lại hiệu trưởng là khi về làm việc là cũng có vướng mắc giữa là cái đoàn công tác của là thường vụ về để làm quy trình thì đã xảy ra cái mâu thuẫn là nội bộ trong nhà trường rồi, và về thì chúng tôi đang là họp để có chỉ đạo để ra soát lại, đánh giá lại các bước trong cái quy trình mà bổ nhiệm lại hiệu trưởng ấy.
Ngày 9 tháng 9, Thường trực Thị ủy Ba Đồn đã thành lập đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với bà Đinh Thị Phương Nhạn. Ngoài hành vi đe dọa trưởng phòng giáo dục và đào tạo, bà Nhạn còn bị tố cáo về việc quản lý tài chính, gây mất đoàn kết nội bộ nơi bà này đang công tác. Như vậy có thể thấy là nguồn căn của sự việc lần này là rất nhiều những cái mâu thuẫn trước đó, không chỉ từ năng lực quản lý của nữ hiệu trưởng trong trường xung quanh những đơn tố cáo, mà cũng có thể là trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo của phòng giáo dục với là đơn vị của trường cũng đã xuất hiện nhiều khúc mắc mà cần phải có sự đối thoại nhiều hơn nữa để có thể giải quyết được vấn đề. Và quan trọng nhất ở đây, đây là các thầy cô giáo trong ngành giáo dục. Vì vậy hy vọng rằng là sự việc sẽ sớm được sắp xếp để mà phụ huynh cũng như là các em học sinh có thể có tinh thần và ổn định, đặc biệt là với các bạn học sinh ở cấp học tiểu học là còn nhỏ như vậy. Sự việc này một lần nữa khiến cho dư luận bất bình, lên án các hành xử thiếu văn hóa của người làm giáo dục. Không chỉ vậy, vụ việc còn khiến nhiều người đặt dấu hỏi liệu đây có phải là hệ quả của một căn bệnh đáng lên án lâu nay hay không? Đó là bệnh thành tích, mà có thể theo Nguyên bảo là cũng không hẳn là các thầy cô đã muốn thành tích, mà thành tích đã trở thành một phần để đánh giá về năng lực, trình độ hoặc là quá trình phấn đấu của các thầy cô. Dạ vâng, và đó cũng là một cái điểm đen trong cái ngành giáo dục mà chúng ta cũng cần phải khắc phục, và nó cũng không thể nào khắc phục ngay lập tức được, nhưng phải cần thời gian và sự quyết liệt và đồng hành của tất cả mọi người. Và quý vị thân mến, với những thông tin và hình ảnh trong cuộc sống hay là những câu chuyện thì quý vị có thể gửi cho chúng tôi theo đường dây nóng 090 181 299, hoặc là địa chỉ chương trình Cà Phê Ngày Mới, tầng 7, số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Còn tiếp theo chương trình, chúng ta hãy đến với những thông tin quốc tế rất đáng chú ý.